Đây bác này, hôm trước Quân đã làm một video về loại cây này rồi, nhưng mà nhiều bác là chưa nhận diện được, đặc biệt là các bác ở trong miền Trung rồi miền Nam, vùng đó là các bác không có loại cây này. Cây này người ta gọi là cây xương sông. Đấy. Có một vài cái kinh nghiệm dùng cây này rất là hay, tác dụng chữa bệnh rất tốt đối với những bác nam giới mà bị yếu khoản ta này, giảm cái khả năng chăn gối thì các bác có thể sử dụng loại cây này. Đấy, cách làm như hôm trước Quân đã hướng dẫn rồi, đó là dùng cái lá này, lá cây xương sông này. Đấy. Băm lẫn với thịt lợn nạc và thịt của con trai sông, con trai trai đấy ạ. Đấy, ba loại nhá, thịt lợn này, thịt của con trai trai này và lá xương sông băm lẫn với nhau. Đấy. Tỷ lệ đó là con trai trai 2 phần, thịt lợn nạc 1 phần, còn lá cây này thì các bác gia giảm cho phù hợp. Băm nhỏ các gia vị, các nguyên liệu lên, sau đó là dùng cái, lại dùng cái lá này cuộn lại và cho lên bếp than nướng. Đấy, đây là một món ăn và cũng đồng, và đồng thời cũng là một cái bài thuốc rất hay để điều trị trường hợp nam giới kém khoản ta. Đấy, các bác nam giới rồi, mà yếu khoản ta rồi, các bác trung niên ở độ tuổi mà lãnh cảm rồi sức khỏe giảm sút thì các bác có thể sử dụng cái bài thuốc này. Đấy, đấy là kinh nghiệm đầu tiên. Kinh nghiệm thứ hai nữa, dùng cây này điều trị trường hợp bị thấp khớp. Đấy, những bác bị thấp khớp thì sử dụng cái rượu uống bên trong và xoa bóp bên ngoài. Cái rượu chuyên điều trị thấp khớp thì Quân đã chia sẻ cho các bác ở nhiều video trước. Thì các bác không có loại rượu này, các bác có thể là liên hệ trực tiếp với Quân qua số điện thoại 0946875000. Đấy, Quân sẽ gửi cho bác cái rượu chuyên trị bệnh thấp khớp. Đấy, xoa rượu bên ngoài sau đó uống, và kết hợp mỗi tối các bác lấy cái lá cây này, lá cây xương sông này, giã nát xào nóng và đắp trực tiếp lên đầu gối nơi bị sưng đau. Đấy, ví dụ như là đầu gối đây, các bác xào nóng, giã nát xào nóng cái lá lên bó vào, sau đó lấy vải cuộn lại qua đêm, nó giảm đau và điều trị thấp khớp rất là tốt. Đây là kinh nghiệm thứ hai. Kinh nghiệm thứ ba không thể không nhắc đến của cây xương sông này, đó là sử dụng trong trường hợp bị sốt cao, co giật. Đấy, đây là một cái bài thuốc rất là hay trong dân gian. Thì các bác sử dụng cái lá cây xương sông này một phần và lá của cây chua me đất hoa vàng một phần. Đấy, hai phần bằng nhau, giã nát gạn nước cốt cho bệnh nhân uống, sau đó là cái bã đắp lên trán, rồi đắp lên gan bàn chân. Đấy, đấy là ba kinh nghiệm sử dụng cây xương sông này. Thì cái nội dung video ngày hôm nay chia sẻ cho các bác cái cách nhận diện cái cây xương sông này trong tự nhiên. Thì đây các bác, đây là cái cây trưởng thành rồi đây này. Đấy, cây này có thể là cao lên khoảng 2 mét, có những cây nó cao khoảng 2 mét, như cây này là được khoảng 1m2, 1m3 đấy. Lá thì nó có răng cưa đây các bác này. Đấy, và phiến lá đây. Đặc điểm rất hay của lá cây này ấy, là khi vỏ nát nó sẽ có cái tinh dầu thơm mà nhiều người ví von nó giống với cái mùi dầu hỏa này. Đấy, tinh dầu thơm nhưng mà nó cũng gần giống với cái mùi dầu hỏa. Còn ở trên thân này, lá nó mọc xung quanh thân này ạ. Đấy, lá mọc xung quanh. Đấy, khá là dày. Và bây giờ đang là tháng riêng thì cây nó có hoa như này, hoa vàng ở đầu cành. Đấy, đây là cây con của nó đây ạ. Cây này nó ra hoa đậu quả, sau đó nó phát tán thành những cây con. Trồng cây này rất là dễ. Đấy, cây con trồng ở nơi râm mát là cây phát triển rất là nhanh. Bên này có những cây đây này các bác.
Đấy. Đây nữa. Chủ yếu người ta dùng cái này để làm gia vị, ví dụ như là nấu ốc này, nấu chuối này, rồi băm viên thịt lợn, rồi trong những cái bài thuốc cô đã giới thiệu cho các bác. Đấy. Ồ, đây có một cành bị gãy. Đây. Đấy, nhiều bác là không biết cây sương sông ở cây như thế nào thì video này thì Quân chia sẻ cho bác một vài đặc điểm tự nhiên của cây này để các bác biết. Những cái cành như này có thể cắm xuống vẫn sống các bạn. Đây này, cành già như này, cắm xuống vẫn sống. Đấy, đặc biệt là những cái bài thuốc ví dụ như là hạ sốt này, rồi bị thấp khớp này, rồi những ai sinh lý kém, các bác nhớ cái bài thuốc này, nhớ cây thuốc này các bác nhé. Một video ngắn chia sẻ cho các bác đặc điểm tự nhiên, rồi những bài thuốc về cây sương sông. Bác nào biết thêm những kinh nghiệm sử dụng cây này thì các bác hãy để lại bình luận xuống phía dưới giúp Quân các bác nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo Quân.